Xin chào quý bà con nhà nông, nếu bà con dùng nhiều loại thuốc trừ nhện mà không có hiệu quả thì bà con có thể chuyển sang dùng thử chai Vesimet 40EC hiệu sạch nhện 4.0 này. Thuốc diệt cả ấu trùng, làm ung trứng, tiêu diệt sạch nhện kháng thuốc với công thức đặc biệt, hiệu quả mạnh gấp 2 lần so với các dòng thuốc khác có cùng nồng độ. Sạch nhện 4.0 là sự kết hợp hoàn hảo của hai hoạt chất tiên tiến nhất hiện nay là Abamectin và Imidacloprid. Lưu dưỡng hai chiều có phổ tác dụng rộng, tiếp xúc, vị độc mạnh, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh của côn trùng. Đặc biệt thấm sâu nhanh vào mô lá, đặc trị được nhiều loại sâu hại trên cây trồng, như là sâu đục quả, đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện dế trên lúa, sâu xanh da láng, sâu hồng trên bông vải, sâu cuốn lá trên đậu xanh, sâu đục lá trên đậu tương, sâu khoang, sâu xanh da láng trên lạc, bọ trĩ trên điều, sâu khoang, rệp sáp trên thuốc lá. Một chai sạch nhện 4.0 có dung tích là 450ml. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Bà con pha 80-100ml thuốc cho bình 200-220L nước, lượng nước phun từ 400-500L trên mỗi hecta. Phun thuốc khi sâu tuổi còn nhỏ và thời gian cách ly là 7 ngày sau khi phun. Nếu bà con muốn đặt hàng hay có bất kỳ thắc mắc gì, thì bà con cứ để lại số điện thoại trong phần bình luận của video này. Bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tư vấn chi tiết, lên đơn và giao hàng tận nơi cho bà con.